Thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ gian lận thương mại có dấu hiệu hình sự. Trong tháng 11, các lực lượng chức năng Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường hàng hóa trên địa bàn và phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Trong tháng 11, các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố đã thanh tra kiểm tra hơn 2.600 vụ, xử lý hành chính gần 2.500 vụ, khởi tố 5 vụ đối với 10 đối tượng. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn 360 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ việc gian lận thương mại có dấu hiệu hình sự đã được chuyển đến cơ quan điều tra để đấu tranh, khai thác.